Cả nhà nhìn cái màu lá chuối thiệt là ngon mắt nè. Dở lớp lá ra, lớp bột chín trong veo, mịn màng, thoang thoảng thơm mùi của thịt, hành phi, mộc nhĩ, quyện trong mùi thơm của lá. Xén một miếng bánh, bên trong là cả thế giới ngon lành đang chờ đợi. Bánh giò hấp trong chén, chỉ dùng một xíu lá chuối lấy vị thôi, nhưng nhanh gọn và ngon không khác gì hàng quán đâu. Quên mua xương gà, nên tủ đông còn ít chân gà thì mang ra rửa sạch rồi cho vào hầm lấy nước dùng. Xíu nữa vừa ăn sáng vừa gặm chân gà cũng ngon vậy. Nhớ thêm xíu muối, xíu bột nêm để nước dùng thêm đậm đà nha. Trứng cút luộc chín, lột vỏ, thịt băm ướp với xíu nước mắm, đường, bột nêm, dầu hào, tỏi, hành phi, hành lá và thiệt nhiều tiêu cho thơm. Sau đó trộn đều hỗn hợp, bắt chảo lên bếp, phi hành cho thơm rồi cho thịt đã ướp vào xào cho chín. Thịt chín rút nước thì cho nấm mèo vào xào. Chuẩn bị phần nhân cho bánh giò như vậy là đã xong. 200g bột bánh giò sẽ cho ra 7 chén bánh vừa với khẩu phần ăn của mỗi người. Giờ thì mình sẽ lót lá chuối vào đáy chén, quét thêm dầu ăn để khi chín bánh không bị dính. Làm theo cách này thì vừa đỡ mất công gói nhiều lá mà bánh vẫn giữ hương vị của lá chuối. Chỗ bột này ngâm từ tối hôm trước, 200g bột thì hòa với 800ml nước. Sáng hôm sau lọc bỏ phần nước trong ở trên, sau đó bù vào lượng nước đã bỏ đi bằng nước xương hầm. Thêm xíu muối và dầu ăn thì bánh sẽ đậm đà hơn. Cách này giúp cho bánh không bị hôi mùi bột, mịn, trong và ngon đặc biệt nhờ phần nước xương gà. Bột đã hòa quyện thì cho vào nồi, vặn lửa vừa và dùng muôi khuấy đều bột cho đến khi bột vừa kịp sánh lại thì nhanh tay nhấc nồi xuống bếp. Sau đó thì vẫn tiếp tục quấy cho đến khi bột hòa quyện tạo thành khối đồng nhất, mướt mịn thì mình cho bột vào từng chén và gói bánh. Cho một lớp bột vào khuôn, dàn đều, cho vào nhân thịt và trứng cút. Trên cùng là lại một lớp bột, lại miết đều miệng chén. Để khi hấp bánh không bị nước đọng, mình nên phủ miệng chén bằng lớp màng bọc thực phẩm. Sững hấp đã nóng thì cho bánh vào hấp chừng 15 đến 20 phút là bánh sẽ chín. Và đây, bánh giò chín rồi nè. Phần bột phía ngoài còn thoảng xanh màu của lá chuối. Mùi vị thơm ngon vô cùng luôn. Bột trong veo, mướt mịn như môi em bé. Bánh giò ăn cùng vài khúc chả lụa, hành phi, rưới thêm thìa mắm chua ngọt. Xén thêm miếng bánh núng nính, bên trong cả thế giới nhân thịt và trứng cút đang chờ đợi. Bột bánh mịn tan trong miệng, viên trứng cút béo bùi, nhân thịt thơm thơm quyện cùng hành phi giòn tan trong vị chua ngon của mắm. Một buổi sáng mùa đông mà cứ như ngồi đâu đó giữa một góc quán hè phố giữa Sài Gòn.